Em vừa bị bóng đè này. Hello, xin chào anh em. Cho mình hỏi, đã ai ở đây từng bị bóng đè chưa? Không ít thì nhiều, mình nghĩ là đa số mọi người ở đây cũng phải từng bị một lần trong đời, hoặc là đã từng nghe tìm hiểu về cái hiện tượng này rồi đúng không? Ok, thì bây giờ chúng ta cùng nhau nói chuyện về cái chủ đề này một xíu nha. Bóng đè ấy, nếu như theo khoa học giải thích thì nó cũng đúng, nhưng nếu nghe theo tâm linh thì nó cũng không sai. Như khoa học giải thích ấy, thì họ thường nói những người hay gặp hiện tượng này thì là do cơ thể bị mệt mỏi, tâm lý căng thẳng, stress các kiểu. Nhưng mà mình đã từng bị một cái hiện tượng bóng đè mà nó lạ lắm anh em. Gọi là bóng đè xuất hiện lặp lại ở cùng một địa điểm. Đó, cái này cực kỳ khó giải thích luôn nha anh em. Thì đây, bây giờ mình sẽ kể chi tiết này. Ngày xưa mình bị bóng đè lần đầu tiên, đó chính là năm nhất đại học. Khi mà mình đi học ấy, trước cổng trường của mình là có một cái nhà dân, thì họ bán nước ở đấy. Cứ mỗi buổi trưa mình sẽ uống nước ở đấy. Hôm nào mà học hai buổi ấy, thì mình sẽ nghỉ trưa ở đấy luôn. Tức là học sáng xong ăn trưa ở đấy, ngủ ở trong cái nhà dân đấy luôn. Thì đúng cái hôm đấy mình bị bóng đè anh em ạ. Ôi, bóng đè kinh luôn ấy, sợ luôn. Sau khi tỉnh thì mình cứ nghĩ trong đầu là do là mình mệt, do mình căng thẳng gì đó nên là bị thôi. Nhưng mà không, ngày hôm sau ấy, mình lại tiếp tục bị bóng đè ở chính trong ngôi nhà đấy, chính cái giường đấy luôn. Mà xung quanh á, học sinh sinh viên đi lại rất nhiều luôn. Mình ngủ kiểu trước cửa nhà dân ấy, nó cũng khá là yên tĩnh. Mình bị bóng đè đến mức mà mình nhìn mọi người đi qua mình không làm gì được ấy. Đáng sợ anh em ạ. À, hiện tượng đấy nó không chỉ xảy ra 1 đến 2 lần, mà nó xảy ra liên tục nhiều lần. Đến lúc mà mình không dám ngủ đấy nữa. Thì bây giờ khoa học giúp mình giải thích cái hiện tượng này cái. Chính vì vậy, ngày hôm nay mình đã nghĩ được ra một cái ý tưởng cực kỳ hay ho luôn anh em ạ. Thì ngày hôm qua mình có tìm hiểu về các địa điểm nhà ma ở thành phố Hồ Chí Minh này để mình quay series ngủ ngon của mình trên kênh I Am Lê Hùng ấy. Thì mình cũng tìm được một cái nhà ma mà xảy ra cái hiện tượng giống như mình đã từng gặp. Có một cái nhà ma ở quận 7 hay sao ấy, nhà hoang thôi. Sách báo kể là cứ ai vào đấy ngủ nhờ cái là bị bóng đè luôn. Nghe sợ. Chính vì vậy, ngày hôm nay mình đã nghĩ được ra một ý tưởng. Mình trôi con lợn mi, thử xem là mình làm cho bạch mi kiểu bị bóng đè thì bạch mi sẽ phản ứng như nào nha anh em. Mình mới nghĩ được ra một cách làm cho bạch mi bị bóng đè rồi. Anh em, đi cùng mình, let's go. Giờ mới 6 giờ sáng rồi mọi người. Gà còn chưa gáy nữa. Giờ mình cần lấy cái chăn này làm đạo cụ anh em ạ. Thank you.
Sao dậy sớm thế? Em vừa bị bóng đè này. Bóng đè á? Sợ vãi chưởng luôn đấy. Anh đang nằm cứ mê man man xong rồi cái gì nó đè xuống không thở được luôn. Cứ thế một lúc xong rồi lại hết xong rồi nó lại đè. Đè mấy phát liền luôn ấy, kiểu cảm giác đè mà không cử động nó không thở được thôi. Em cứ không kêu cũng ú ớ không kêu được. Em gọi anh cũng gọi anh mà không gọi được luôn ấy. Em bị họng Covid rồi mà. Không biết nhưng mà họng Covid khó thở ấy. Không biết nhưng mà đại khái là ôi sợ lắm ấy. Hồi xưa em bị bóng đè một hai lần nhưng mà hồi bé tí. Bây giờ mới bị đè lại mà ôi khó chịu kinh khủng. Mới có đè hết cái người xuống ấy, không thở được thôi. Em cứ chơi với mà cựa được. Xong rồi em kiểu em cố em gọi anh mà không được ấy. Em cựa mãi mới dậy được ấy. Em nằm ghế này ngủ tiếp này. Trước anh cũng bị bóng đè kinh lắm em. Khả năng do hậu Covid nó thế đấy. Nhưng mà lúc Covid em có bị khó thở đâu nhỉ? Hậu Covid nó ảnh hưởng đến phổi ấy, mệt hoặc là do em stress hoặc em căng thẳng mệt mỏi ấy, cơ thể suy nhược. Thế bây giờ phải làm gì? Đi ngủ tiếp ấy. Hay là anh cho em đi khám tổng quát đi. Khám tổng quát xem là có bị làm sao không? Làm sợ vãi lâu lắm rồi, từ bé tí rồi ấy. Lâu lắm không bị bóng đè, bóng đè sợ vãi trường, em sợ nhất bóng đè luôn ấy. Em ngủ tiếp đi em ạ. Thành công mỹ mãn luôn anh em. Quả ý tưởng của mình vai trưởng mình cứ tưởng là không thành công cơ. Hôm qua mình test thử nghiệm xem là cái chăn đấy nó có thể kéo được cho ép cơ thể mình xuống giường không ấy. Thì cũng ép thật nhưng không ngờ là nó hiệu quả đến mức này anh em ạ. Khiến cho Bạch My tưởng bóng đè thật luôn á. Nhưng mà mình thử ấy là ép xuống cũng không thở được, cũng rất là khó thở. Cho nên là vừa nãy mình cứ kéo từ tầm 30 giây là mình phải thả ra ngay. Mình sợ Bạch My là thở. Thôi thành công rồi. Anh em thấy hay thì nhớ cho chúng mình một like, một subscribe nha. Ok, bye bye.